Hello anh em, thì mình hiện tại á là theo tình hình là thật sự kiểm tra cả thành phố rồi. Đó. Tất cả những cái chỗ làm xe hơn cái chỗ mình không có làm độ xe, không độ xe, bên mình chỉ là đăng ký là gì, sửa chữa, bảo dưỡng và mua bán. Thì những cái đó là những cái mà trong cái giấy phép kinh doanh của mình á, công ty của mình có đăng ký, thì tụi mình chỉ làm những cái chức năng đó. Đó. Còn hiện tại vấn đề là rất là nhiều cửa hàng xe làm xe bị kiểm tra. Và cái theo những cái ông anh của mình đã bị kiểm tra nói lại là những cái xe sửa phải có để sẵn cà vẹt ở đó. Dù những chiếc xe này là đã ra tên chính chủ hết rồi đó, nhưng tại thời điểm kiểm tra ở các tiệm phải có đủ cà vẹt. Thì ở đây đó là luật như vậy, cho nên mình phải chấp hành đó. Thì những cái xe còn hiện tại đang ở tiệm mình, anh em thông cảm, thật sự mình rất là thấy ngại ngùng. Tại vì ở mình nhận sửa chữa bảo dưỡng cho anh em, mình không có mục đích là lấy xe đi bán hay cầm cố, cho nên không có giữ cà vẹt người ta làm gì. Bản chất giá trị những chiếc xe nó nằm đây là giá trị. Còn cà vẹt nó chỉ gì, thể hiện cái pháp lý rõ ràng. Nhưng bên mình chuẩn bị kiểm tra, tại vì mọi người bị kiểm tra rồi, xe ở đây là xe hải quan hết, với lại ra tên hết rồi đó. Nhưng vấn đề nếu mình không chuẩn bị đủ những cái giấy tờ như cà vẹt thì sẽ bị tạm giữ những chiếc xe này. Cho nên mình mong những cái khách hàng đang còn làm xe 1-2 ngày nữa thì có thể ngày hôm nay mình giải quyết thì có thể không cần, nhưng 1-2 ngày nữa mới xong xe thì anh em gửi cho mình cái cà vẹt lên đó. Thật sự rất rất ngại và rất xin lỗi anh em, nhưng phải chấp nhận. Vì điều gì? Một khi giữ chiếc xe này, khi người ta tới kiểm tra mình không cung cấp đủ cà vẹt xe ở thời điểm kiểm tra thì sẽ tạm giữ, và chủ xe là người đứng tên hoặc đứng ủy quyền con xe này lên làm việc về vấn đề gì. Đây là mình được nghe báo lại. Thứ nhất, trong thời điểm kiểm tra không cung cấp đủ giấy tờ xe đó. Thứ hai, những cái xe thay đổi kết cấu, có thể là thay bô hoặc kiến chắn gió như vậy cũng sẽ bị phạt đó, thì anh em lên đóng phạt đó. Cho nên anh em phải kết hợp với bên sửa chữa. Thứ nhất là đáp ứng đủ cái vấn đề giấy tờ, để làm gì, mình khi có kiểm tra mình phải trình báo đầy đủ. Hiện tại mình đã chuẩn bị cách đây là đầu năm rồi. Thật sự cuối năm ngoái mình đã biết năm nay như thế nào. Mọi cái hóa đơn đỏ của những cái đồ mình bán mình xếp sẵn ở trong cái tủ đồ đó luôn. Có nghĩa là trên cái tủ kệ đó có những món đồ gì là hóa đơn đỏ, thật sự là hóa đơn điện tử hết. Và mình kêu nhân viên mình đã in ra sẵn và để sẵn trong cái tủ đó. Còn vấn đề về giấy tờ xe này, thật sự mình mới được biết đây. Mình biết sẽ có kiểm tra, nhưng mình không nghĩ được rằng là khi kiểm tra không có cà vẹt sẽ bị tạm giữ. Vì mình cứ nghĩ đơn giản giống như mọi người nè, xe đã ra bấm biển là đã, thật sự người ta đã, công an, cảnh sát giao thông đã xác minh rõ nguồn gốc, một là thanh lý, hai là hải quan, và đã sang tên đứng chủ cà vẹt. Đó là người ta đã hoàn thành thủ tục ra tên cho một người nào đó, không còn cầm hóa đơn đỏ nữa đó. Nếu mà xe hải quan phải có hóa đơn đỏ đúng không, nhưng phải nộp hóa đơn đỏ đó và kèm theo một số giấy tờ thì mới ra tên được chiếc xe này. Thì mình nghĩ khi mà bên cái tổ công tác vô kiểm tra thì phải kiểm tra số khung, số máy, rồi cả biển số nè, coi có gốc hay không, có phải số đục sàn tháp hay không, chiếc xe nào nghi ngờ thì mới mang về đó.
Còn xe nào đó là hải quan sang tên hết rồi, mang về làm gì mình cũng không hiểu. Thì vấn đề này mình chưa biết được, mình không rõ ràng. Và mình phải chấp hành. Cho nên mình nhờ anh em chuẩn bị giùm. Đó, anh em thông cảm. Đây là vấn đề của một cái cơ quan họ yêu cầu như vậy. Đó, mình cũng chỉ là một cái cửa tiệm. Đó, thì mình nói với anh em để tránh cái tình trạng. Tại sao tài sản của anh em khi để ở tiệm của mình để sửa chữa và bảo dưỡng thì bị tạm giữ, mình khó mà nói chuyện và trả lời với anh em. Thì đó, thì qua những cái thông tin mình biết được đó thì mình báo anh em, và thật sự mình đang chạy hết công suất, xong chiếc nào giải quyết chiếc đó, và còn những cái chiếc ở ngoài chưa làm. Mong tại sao bữa giờ trong vòng đầu năm nay mình xong chiếc nào mình hay gọi hối anh em tới lấy chiếc đó. Đây là lý do để mình nói cho anh em biết, chứ không phải mình chảnh chẹ xong rồi thôi cho về này kia, không phải. Thứ nhất, đây là tài sản của người khác giữ ở chỗ mình có trách nhiệm cho nên mình mới lo lắng. Thứ hai, chuẩn bị sẽ có kiểm tra, và mình không muốn tài sản của họ phải, trừ khi họ đi họ bị chính chủ bị kiểm tra và tạm giữ thì cái người chủ mới chấp nhận được thôi, chứ còn không để cho một cái người khác mà bị tạm giữ được, nó vô lý. Đó. Cái tiếng xe có vấn đề nha, tiếng máy đó, động cơ có vấn đề. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Thì mong anh em thông cảm trong cái thời gian này. Thông cảm. Xe của anh Sang, anh Sang ơi. Anh Sang bên quân đội, nhưng mà anh Sang gửi cà vẹt giúp em. Đó. Những cái xe ở đây anh em thông cảm, tại vì con xe này còn khoảng mấy ngày mới xong, xe này là máy. Đó. Thì anh em gửi giùm mình với cà vẹt ha. Đó. Ngại lắm anh em, ngại lắm. Và tất cả những chiếc xe trong nhà của mình đều được chứng ủy quyền qua bên mình hết rồi. Đó. Thì chỉ có một chiếc đang rút gốc sang tên. Thì mình cũng chứng minh được đó là chứng mua bán cho mình. Tại hợp đồng chỉ làm hai bản mà mình đi rút gốc một bản rồi, còn một bản nằm ở nhà. Chỉ có không có cà vẹt phải dưới biển số, tại vì trả cho mới được rút gốc. Đó, thì nếu cơ quan chức năng hiểu những cái việc như vậy đó và nhận xét tình hình đúng đắn thì bớt căng thẳng lại giùm, thì mình cảm ơn rất nhiều. Tại vì chỗ sửa xe thì thật sự cơ quan chức năng đã biết rõ chỗ nào độ xe, chỗ nào làm cái gì như thế nào, thật sự không qua mắt được, không qua mắt được. Cho nên mình chỉ mong rằng cái gì cũng vậy, mình đã đi một con đường đúng rồi, chỉ có thiếu sót chứ không phải là sai hoàn toàn. Đó, mình là một trong những cái người trẻ đấu tranh cố gắng để được lên một cái cấp độ tốt hơn, cao hơn, mang lại công ăn việc làm cho rất là nhiều người trên một cái công việc chính đáng. Đó, mình muốn được hỗ trợ, mình muốn được hỗ trợ và chỉ ra điểm sai để mình khắc phục, chứ không phải là để làm khó làm dễ. Đó, cái gì nó đúng thì cái nào nó thiếu sót, chứ không phải cái chuyện mà sai hoàn toàn không có. Đó, thì hiện tại ở đây đăng ký mọi thứ đủ và chỉ làm đúng với những cái để đăng ký trên giấy phép kinh doanh, không có làm hơn. Đó, và ở đây từ xưa tới giờ mình không có độ xe ngoài cái chiếc Haya Turbo của xe mình, là mình chỉ độ cái đó thôi. Đó, thì đó là cũng là mình không có chạy lưu thông ngoài đường nữa, mình chân trên bề mặt pháp lý nó rõ ràng đàng hoàng. Thì mong đó, các anh dù có cái chỉ đạo của lãnh đạo nhưng cũng phải xét giúp giùm. Đó, cảm ơn các anh nhiều, và cũng báo với khách hàng là tình hình nó như vậy, cho nên anh em mình không muốn kéo rắc rối tới cho anh em, báo cho anh em biết trước. Thật sự cái việc này mình đã phòng ngừa rất lâu rồi. Đó, mong anh em hiểu giúp mình. Cảm ơn anh em rất nhiều.